Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Dạ, ưu điểm của con chắc là dễ gần với hòa đồng. Về khuyết điểm thì có khi cái cảm xúc con cao quá thì con sẽ hơi nóng tính một tí xíu. Nhưng mà con sẽ tự biết con sai, con điều chỉnh lại. Con có điểm mạnh gì Huy? Dạ, điểm mạnh của con là được mấy anh chị trong công ty đa phần là nói là dễ gần, nói chuyện cũng dễ thương. Huy có mấy mối tình rồi? Dạ, trước đây là con có 3 mối tình. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất là nhiêu? Cái mối tình đầu tiên của con là thời sinh viên, cũng quen nhau cũng được 2 năm. Rồi mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là lúc mà con đi làm công ty đầu tiên á, là cũng làm chung công ty. Nhưng mà do cái giai đoạn là tìm hiểu thì con cảm thấy không phù hợp là con rồi, chia tay. Mối thứ ba? Mối thứ ba là khoảng 2018. Mới chia tay hồi tháng 1, 2021 đây. Lý do chia tay? Bạn người yêu con cũ là bà ngoại của bạn ấy bị tai biến mà nhà ở Quảng Ngãi, nên là bạn muốn có ý định là sẽ về ở đó, về làm việc ở đó rồi chăm sóc cho bà ngoại bạn ấy luôn. Hai đứa cũng có bàn bạc rồi quyết định thì chia tay, coi như là yêu xa mà. Rồi hiểu rồi, được đó. Còn con nói đi, mình mấy mối tình rồi? Dạ thì con hơi nhiều mối tình xíu, tính là được 6 mối tình. 6 nhưng mối mà tình. Tại vì mối tình gà bông hồi lúc đi học. Thì từ cấp 2 rồi cấp 3, nói chung là vài tháng. Mối tình dài nhất là nhiêu? Dạ, sâu đậm nhất chứ là mối tình mà hồi con học năm 2 đại học á, gần 6 năm. Rồi mối tình cuối cùng là chia tay bao lâu rồi? Dạ, là mối tình đó luôn thì chia tay. Là mối tình đó luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi đầu năm 2020. À, lý do chia tay? À, dạ là phát hiện ra nhiều cái điểm không có hợp nhau, không dần phù hợp, dần đúng cái không? Tình cảm nó vơi cạn dần cái rồi hết. Rồi giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào? Đầu tiên là phải chân thật, có thể là trong truyền thống một tí xíu, để tại vì tính con cũng ham vui. À, có nghĩa là đừng có bắt con phải là truyền thống đúng không? Dạ đúng. Cho con cởi mở lên chút, thoải mái chút xíu. Rồi. Dạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Dạ. Con thấy con có giống như là bạn miêu tả, bạn mong ước không? Dạ có. Con thì nói chung là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại luôn. Bây giờ con mong bạn gái của con như thế nào? Con cũng không có cái tiêu chí gì cao về mẫu người yêu. Chỉ cần là cao từ 1m55 trở lên. Có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh là được. Còn bạn đó thì con chỉ cần bạn đó là cũng vui vẻ, hòa đồng với con là được. Còn đây, tại vì con cũng dễ gần. Con không thích điều gì ở bạn gái? Con không thích bạn gái không chân thành, lừa dối á. Kiểu là trong lúc tìm hiểu xong rồi lại có thêm một cái anh dự bị nữa. Con không thích điều đó. Không có muốn bắt cá hai ba tay đúng không? Dạ đúng rồi, con không thích điều đó. Thì con có tật xấu gì không Huy? Dạ có. Tật xấu là khi mà tranh luận với lại mọi người trong công ty, mà ví dụ như con không tranh luận lại với người ta thì thường là người ta cứ nói gì thì nói. Con cứ nhìn một cái hướng nào đó đó. Mà lúc đó là tại vì lúc đó con đang suy nghĩ để tìm cái phản biện lại. Tại vì sợ mà nếu mà tranh luận mà lấy một hồi nó sẽ đâm ra là cãi lộn á, nên là con nhìn ta đó. Con không phải lơ đó là tập để con kìm lại cái tính cái tôi của mình lại á. Xong rồi nếu mà suy nghĩ ra được cái phản biện lại được á thì mình tranh luận với người ta. Còn nếu như mà mình cảm thấy mình sai thì mình nhận lỗi, mình xin lỗi. Có nghĩa là khi mà con không làm lợi người khác là con sẽ ngó lơ, giống như là mặt mày, không có biểu cảm luôn, mặt như cái mặt bàn luôn. Mốt quá vợ mới nói, ủa nói chuyện tôi nhìn đâu vậy hả? Nhìn ngay mặt này nè. Nó không, anh đang nhìn chứ khác, anh tìm cách anh đối phó với em. Dạ, tại vì ông qua đây ông coi bên đàn gái. Tôi coi đàn gái thế nào coi. Sao tôi muốn gây lộn với ông ghê luôn á. Lên gây lộn gì? Thiệt tình, ăn cho mập thay là không chịu di chuyển. Xích qua bên coi. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Trời ơi, dạ. Xinh quá. Dạ, xinh gái hơn. Quá vậy. Bây dạ. Giờ là con không thích đàn ông ở điểm nào? Dạ là hay tính toán chi li quá, với lại nói dối, với lại nóng tính quá, vũ phu con không thích. Có vũ phu không con? Dạ không. Hả? Có phản biện thôi. Đúng rồi. Ngồi ngơ ngác. Nghĩa là con nói chuyện đi xong rồi bắt đầu bạn cãi ông lợi con cái bạn gì nè. Bạn không thèm dòm tới mặt con luôn. Là lúc ấy con sao, con phản ứng sao? Dạ thì bạn không nói thì con nói. Con nói đi, nói hoài nó cũng vậy. Ít nhất là có người lắng nghe mình. Bây giờ con đi với ai? Dạ đi với mẹ là dì của con. À, có mẹ gì có ha? Gì? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ. Cũng như tất cả các gia đình của hai bé trong trường quay. Bé Huy nhìn theo dì thấy thì nhìn dễ gần, hiền,
nhưng mà có xen kẽ cái gì đó cũng còn hơi trẻ con. Qua tiếp xúc nãy giờ tuy là ngắn nhưng thấy bé có cái gì đó là nó có cái định hướng tương lai, là có cái phấn đấu chứ không phải là chịu mà đứng chân một chỗ, thì dì thấy là chấm ở điểm này. Còn riêng về bé Huy thì dì cũng gửi gắm. Còn bé Ngọc thì nói chung là bé cũng có cái phần nào cũng như là Huy, là chắc là do cùng tuổi là cũng khoái tranh luận lắm. Nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng. Còn nếu như mà thấy sai rồi, lặng lẽ im lặng, tự điều chỉnh, tự sửa. Và cái người mà sống chung với bé mà thì khi bé mà lặng lặng im lặng là nghĩa là bé đã biết mình sai rồi thì đừng nói nữa. Dạ xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn gì? Huy đi với ai Huy? Dạ con đi với dì ruột của con. À dì ruột ha. Xin chào cô Hồng Vân và Huyền Linh và tất cả các quý vị ở trong khán đài. Nói về cháu gái đây, ngay cái phút đầu tiên là tự nguyên tôi là một phụ nữ mà tôi đã có một cái sao xuyến rồi, cho nên là để cô nói với cháu là tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con. Khi mà con yêu đó, con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con 100%. Cái gì mà con có thể chấp nhận được, còn những cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc, để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là con đòi hỏi là 100% hết thì không bao giờ nó có. Cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến một cái mà tốt đẹp. Nhân diện đây cô nói thiệt, nếu mà có thành chắc cô cũng phải cảm ơn cô Hồng Vân với lại chú Huyền Linh. Dạ. Không biết lấy ơn gì để mà trả ơn. Anh ơi, dạ. Mở rào rồi, đi cho trẻ gì? Gặp nhau gì nôn quá kìa. Rồi mở gì rào. Gì hồi hộp quá rồi. Rồi thoải mái luôn Huy nha. Có cái bông hoa này là anh ký họa anh vẽ. Còn này là gì? Này là gì? Cái đó là bên trong là có cái vòng tay với lại cái cuốn sổ notebook. Con lấy đeo vòng tay cho bạn. Đáng yêu. Có thể là cùng ý tưởng thì nãy mình có nghe là bạn sẽ hay nhìn về một chỗ. Khi bạn nhìn được một chỗ mình tranh luận á, mình có cuốn sổ để bạn viết vào và mình sẽ đọc thay vì mình tranh luận với nhau. Anh cảm ơn em. Ở trên đầu mình có, tại vì á mình giờ còn có mẹ với mình thôi nên là mình mong là thân tặng người thương khi cả thế giới tối sầm lại, em không tìm ai mong tìm anh, lớp du. Xúc động không Huy? Có. Xúc động không? Có. Bây giờ là Huy có gì biểu diễn tặng bạn nữ đầu tiên gặp mặt hay nào? Dạ, tại hồi nãy con cũng chưa có nói hết điểm mạnh, điểm yếu. Thế mạnh của Huy là gì nè? Dạ, thế mạnh của con là con hát, vẽ nãy con vẽ cũng có vẽ cho bạn rồi. Với lại hồi trước con cũng có nhảy hip hop. Hip hop luôn ha? Dạ, làm hip-hop. Cái hip hop trước coi, cho nó không khí coi nào. Dạ. Âm nhạc. Được ha. Hai. Đó. Dạ. Mình sao Ngọc? Có vẻ là bạn cũng hơi rung. Hơi rung. Con thì chắc cũng tặng bạn bài hát. Vậy nên bạn có sở thích hát vậy, bạn biết bài này là Em Gì Ơi không ạ? À biết. Em Gì Ơi hả? Này dạ. Này là Em Gì Ơi hả? Mình hát câu đầu, mình hát tiếp ha. Dạ. Ừ, rồi hai đứa đứng lên hát con. Cho nó thoải mái, Huy đứng lên luôn. Rung không? Có, cũng hơi rung. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Hận lòng này em chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải vớt buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời nó muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Muôn ngàn sao. Hai bạn ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu trò chuyện nào.
lần đầu tiên em anh gặp em vậy, anh có cảm nhận gì không? Cảm nhận thì em cũng là một cô gái gọi là cũng hiện đại, cá tính phù hợp với lại anh. Tim nó cũng có một chút xao xuyến. Cảm ơn anh. Thì lần đầu tiên gặp thì em thấy là anh là hiền, dễ thương, thì đúng với tiêu chí mà em mong muốn là tìm một người có thiện cảm với lại cười hiền, thì đây là anh có. Thì nếu mà khi mà lập gia đình á thì là em có thích làm dâu không? À, thật sự là bây giờ nhà em chỉ còn em với mẹ thôi, thì em làm dâu thì em cũng không quá ngại, nhưng mà em muốn ví dụ như mình xem mình như mình có thêm một căn nhà hơn là việc làm dâu hay là việc ở rể. Nhà anh cũng dễ, không có khó đâu. Yeah. Anh ngoài công việc công ty anh có làm thêm buổi tối ở nhà, làm ba chọn. Ôi, làm ba job luôn Linh ơi. Dạ, làm cày sau này cưới vợ. Mục tiêu của con là 29 đó, mà con đủ là cưới. 29 cưới hả? Dạ. Nó hai mấy rồi? Dạ, 27 rồi, 2 năm nữa. 2 năm nữa rồi hả? Cũng được. Dạ. Nó muốn cưới 28 được không? Dạ được, nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ở con thôi. Có mà làm cho bạn tin tưởng, hoặc là bạn đúng như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó. À, thì là do bản lĩnh của con đúng không? Dạ đúng rồi, thì là cái chuyện nó sớm hay muộn là nằm ở con thôi. Dạ. Mà như là em là giáo viên yoga. À, huấn luyện viên yoga. À, huấn luyện viên yoga luôn hả? Dạ. Và em cũng làm nhiều việc thêm khác giống tập như cho anh. Bạn trai yoga chút xíu cho người thẳng thớm mà lên coi. Đâu ông tập vô thử thế coi được không? Nào đứng lên coi. Đúng rồi đó con. À? Tại vì á, bạn mà làm cái nghề đó là yoga là tốt lắm á con. Em thì tập yoga xong mà giải phóng cơ thể cho bạn trai thử coi nào. Đứng sát bên coi. Dạ. Quy. Mỗi sáng á, mình cái bộ đồ này hơi khó. Chắp tay, dạ khóa hai tay luôn. À không, cứ đứng thẳng đi, thẳng hai tay áp sát mang tay luôn. Dạ rồi, mình ở đây mình bị cong nè, mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á, mình mở được vai là hết cái phần này liền. Cái này chắc con về con kèm thêm. Thẳng về hoài luôn rồi, đứng về hoài luôn đi. Đứng từ đây tới tối luôn đi. Không. Xích bụng lại. Hả? Mỏi tay. Dạ. Thả lỏng. Thả lỏng đi. Tay xuống đi, không sao. Chú Quyền lên chọc bạn. Bây giờ hãy nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái, cảm xúc mình bây giờ như thế nào, nói cho bạn gái biết. Nói thiệt là từ lúc tới giờ thì anh cũng có chút cảm xúc gì đó với em. Và anh cũng mong là mình có được một cái câu chuyện đẹp về tình yêu của mình á. Tại vì thật ra anh thích bạn gái của mình á, mặc váy cưới màu trắng. Thì tức là trong lòng cảm giác đấy nó hạnh phúc làm sao á. Nói chung là cũng khó tả. Rồi, về vị trí, được rồi đó. Dạ, cảm ơn ạ. Tim mình sao rồi? Thì nó cũng trúng đập loạn xạ. Rồi, để tay nút bấm đi. Còn cô gái, hãy suy nghĩ để xem đây có phải một nửa manh ghép của mình hay không. Nếu như mình cảm giác là đây là đúng đối tượng của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Rồi đó, bấm hết rồi, hai đứa tự bấm hết trơn luôn rồi. Hỏi đến luôn. Quy nó bấm trước, xong rồi nó hết hồn, nó thấy bên kia chỉ bấm, nó rút ra. Rút ra xong cái là Ngọc bấm cái bật một cái, rồi Quy bên kia bấm cái bật một cái. Quy sợ là bị sai, gọi là gì, sai thể lệ đó con. Dạ, con thấy bạn là đang tìm nút cái con nhấn luôn. Rồi, bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Huy nè, xin phép gì ha? Xin phép mẹ của bạn gái và hứa với mẹ bạn gái với dì của mình làm cái điều gì đó, nói đi. Dạ, cho con xin phép hai bác cho con được hung nhẹ. Hung gì chưa, có gì hung rồi. Con xin phép hai bác với lại dì cho con được chính thức hẹn hò với lại em Ngọc. Với lại Ngọc. Con thì cũng không dám hứa gì quá cao hết á. Thì chỉ là có thể là làm cho bạn nữ không có thể bị chịu thiệt thòi. Tại vì con sợ không làm không được á. Không có chịu trách nhiệm nữa cái đó, nên là tới đâu hay tới đó. Những gì tốt nhất có thể trong khả năng của con đúng không? Dạ. Hứa tới đâu hay tới đó đó. Rồi đó, giờ xin phép hung đi con. Dạ, con xin phép dì với lại hai bác cho con hung nhẹ. Thấy sao? Xỉu luôn rồi kìa Ngọc. Thấy sao? Thấy cũng hơi đã. Đã hả?
Thôi đã xem.